Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm KVD Kidney Care được sản xuất tại Capco Pharmaceutical, Mỹ. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về KVD Kidney Care cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của KVD Kidney Care Calcium S-Carbonate 50.000mg L-Histidine Base 72.067mg L-Isolucin 67.967mg L-Lucin 106.767mg

Công dụng chỉ định của KVD Kidney Care. Công dụng: Bổ sung các axit amin và canxi cho người bị bệnh thận. Chỉ định: Bệnh nhân phẫu thuật thận, cắt bỏ thận, ghép thận. Bệnh nhân bị sỏi thận, sau can thiệp bệnh lý đường tiết niệu, bệnh nhân sau tán sỏi. Bệnh nam khoa thận yếu, thận hư, yếu sinh lý hay đi tiểu đêm. Bệnh nhân viêm đường tiết niệu. Bệnh nhân suy thận mạn bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Cách dùng và liều dùng của KVD Kidney Care. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Uống 3 đến 4 viên, ngày 3 lần sau bữa ăn mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Chống chỉ của KVD Kidney Care. Người tiền sử mẫn cảm với các thành phần trong sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng KVD Kidney Care Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm KVD Kidney Care, đồng thời biết cách sử dụng KVD Kidney Care sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham